Dạ em chào anh chị mến yêu của em. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị 4 lô đất nền ở dự án Phaeta Eco City đường D7. Hiện tại thì tuyến đường D7 là tuyến đường dài nhất ở dự án Phaeta Eco City đó anh chị. Ở đây thì em giới thiệu cho anh chị mấy cái nền hướng Tây cũng nằm gần với mấy cái căn shop house đang xây trong đó anh chị. Bốn cái nền trên thì hướng Tây hết luôn đó anh chị, nhưng mà được cái bề ngang tới 5 mét lận, 5 nhân cho 20 mấy, có nền lên tới 110 mấy mét, có nền 100 mấy mét. Mấy cái nền em giới thiệu cho anh chị thì nằm trong cái lốc LK19. Đoạn này thì dân cư đã về đây rất là đông đúc rồi anh chị, sắp hình thành lên một cái xóm luôn rồi. Nếu mà anh chị mua đất anh chị xây ở đây nữa rất là vui. Ở đây thì có nền bán với giá là 1.950.000, có nền bán với giá là 1.900.000. Còn nền giá 1.850.000 thì mình đi vào bên trong một chút xíu, được cái view trường mẫu giáo. Mấy cái nền trên của mình đều đã có sổ hồng riêng hết rồi. Nền của mình hướng Tây, mẫu nhà của mình là mẫu nhà LK. Mẫu nhà LK thì phía trước mình có thêm cái hàng rào với được thêm cái mái che nắng lên vậy, nên không có nắng lắm đâu. Với được thêm cái vỉa hè 3m nữa nên rất là rộng. Anh chị có quan tâm đến mấy lô đất nền trên thì anh chị liên lạc với em nha. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều.